kinh số 107, kinh Ganaka Moganlana, Ganaka Moganlana Sutta. 74. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn Chú ở Savatthi, Đông Viên, Pubarama, Giảng Đường Lộc Mẫu, Migara Matu, rồi Bà La Môn Ganaka Moganlana đi đến Thế Tôn. Sau khi đến nói lên những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, bà La Môn Ganaka Moganlana Bạch Thế Tôn. Ví như thưa tôn giả Gotama, tại lâu đài Migara Matu này có thể thấy được một học tập tuần tự, một công trình tuần tự, một đạo lộ tuần tự, tức là những tầng cấp của lầu thượng cuối cùng thưa tôn giả gotama cũng vậy đối với những vị bà la môn này được thấy một học tập tuần tự một công trình tuần tự một đạo lộ tuần tự tức là sự học hỏi các tập veda thưa tôn giả gotama cũng vậy đối với những vị bắn cung này được thấy một học tập tuần tự một công trình tuần tự, một đạo lộ tuần tự, tức là nghệ thuật bắn cung. Cũng vậy, thưa Tôn giả Gotama, đối với chúng con là những người toán số, sống nhờ nghề toán số, cũng được thấy một học tập tuần tự, một công trình tuần tự, một đạo lộ tuần tự, tức là toán số. Thưa Tôn giả Gotama, vì rằng khi có được người đệ tử trước hết chúng con bắt người ấy đếm như sau một một lần hai hai lần ba ba lần bốn bốn lần năm năm lần sáu sáu lần bảy bảy lần tám tám lần chín chín lần mười mười lần và thưa tôn giả gotama chúng con bắt đếm tới một trăm có thể trình bày chăng thưa tôn giả gotama trong pháp và luật này cũng có một tuần tự học tập, một tuần tự công trình, một tuần tự đạo lộ như vậy. 75. Có thể trình bày, này Bà La Môn, trong pháp và luật này có một tuần tự học tập, có một tuần tự công trình, có một tuần tự đạo lộ. Ví như, này Bà La Môn, một người huấn luyện ngựa thiện xảo sau khi được một con ngựa hiền thiện trước tiên luyện tập cho nó quen mang dây cương rồi tập luyện cho nó quen các hạnh khác này bà la môn như lai khi được một người đáng được điều phục trước tiên huấn luyện người ấy như sau hãy đến tỉ kheo hãy giữ giới hạnh hãy sống chế ngự với sự chế ngự của giới bổn đầy đủ oai nghi tránh hạnh thấy sự nguy hiểm trong những lỗi nhỏ nhặt, thọ trì và học tập các học giới. Này bà La Môn, khi vị tỷ kheo giữ giới hạnh, chế ngự với sự chế ngự của giới bồn, đầy đủ oai nghi tránh hạnh, thấy sự nguy hiểm trong những lỗi nhỏ nhặt, thọ trì và học tập các học giới. Như Lai mới huấn luyện vị ấy thêm như sau. Hãy đến tỷ kheo, hãy hộ trì các căn khi mắt thấy sắc, chớ có nắm giữ tướng chung, chớ có nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì vì nhãn căn không được chế ngự, khiến tham ái, ưu bi, các ác, bất thiện pháp khởi lên. Vị tỉ kheo tự chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì con mắt, thực hành sự hộ trì con mắt. Khi tai nghe tiếng, vân vân, mũi người hương, vân vân, lưỡi nếm vị, vân vân thân cảm xúc vân vân ý nhận thức các pháp vì ấy không nắm giữ tướng chung không nắm giữ tướng riêng những nguyên nhân gì vì ý căn không được chế ngự khiến tham ái ưu bi các ác bất thiện pháp khởi lên tỷ kheo chế ngự nguyên nhân ấy hộ trì ý căn thực hành sự hộ trì ý căn này bà la môn sau khi tỷ kheo hộ trì các căn rồi như lai mới huấn luyện vị ấy thêm như sau hãy đến tỉ kheo hãy tiết độ trong ăn uống trơn tránh giác sát thọ dụng món ăn không phải để vui đùa không phải để đam mê không phải để trang sức không phải để tự làm đẹp mình chỉ để thân này được duy trì được bảo dưỡng khỏi bị gia hại để chấp trì phạm hạnh nghĩ rằng như vậy ta diệt trừ các cảm thọ cũ và không cho khởi lên các cảm thọ mới và ta sẽ không phạm lỗi lầm sống được an ổn này bà la môn sau khi tỉ kheo tiết độ trong ăn uống rồi như lai mới huấn luyện vị ấy thêm như sau hãy đến tỉ kheo hãy chú tâm cảnh giác ban ngày trong khi đi kinh hành và trong khi đang ngồi gột sạch tâm trí khỏi các chướng ngại pháp ban đêm trong canh đầu trong khi đi kinh hành và trong khi đang ngồi gột sạch tâm trí khỏi các chướng ngại pháp ban đêm trong canh giữa hãy nằm xuống phía hông bên phải như dáng nằm con sư tử chân gác trên chân với nhau tránh niệm tỉnh giác hướng niệm đến lúc ngồi dậy lại ban đêm trong canh cuối khi đã thức dậy, trong khi đi kinh hành và trong khi đang ngồi, gột sạch tâm trí khỏi các chướng ngại pháp. Này bà La Môn, sau khi vị tỷ kheo chú tâm cảnh giác, Như Lai mới huấn luyện vị ấy thêm nữa như sau: Hãy đến tỷ kheo, hãy thành tựu chánh niệm tỉnh giác. Khi đi tới, khi đi lui đều tỉnh giác, khi nhìn thẳng, khi nhìn quanh đều tỉnh giác khi co tay khi duỗi tay đều tỉnh giác khi mang y kép bình bát thượng y đều tỉnh giác khi ăn uống nhai nuốt đều tỉnh giác khi đi đại tiện tiểu tiện đều tỉnh giác khi đi đứng ngồi nằm thức nói yên lặng đều tỉnh giác này bà la môn sau khi chánh niệm tỉnh giác rồi như lai mới huấn luyện vị ấy thêm như sau hãy đến tỷ kheo hãy lựa một chỗ thanh vắng tịch mịch như rừng gốc cây khe núi hang đá bãi tha ma lùm cây ngoài trời đống rơm vị ấy lựa một chỗ thanh vắng tịch mịch như rừng gốc cây khe núi hang đá bãi tha ma lùm cây ngoài trời đống rơm sau khi đi khất thực về và ăn xong vị ấy ngồi kiết già lưng thẳng tại chỗ nói trên và an chú chánh niệm trước mặt vị ấy từ bỏ tham ái ở đời sống với tâm thoát ly tham ái gột rửa tâm hết tham ái từ bỏ sân hận vị ấy sống với tâm không sân hận lòng từ mẫn thương xót tất cả chúng sanh hữu tình gột rửa tâm hết sân hận từ bỏ hôn trầm thụy miên vị ấy sống thoát ly hôn trầm thụy miên với tâm tưởng hướng về ánh sáng chánh niệm tỉnh giác gột rửa tâm hết hôn trầm thụy miên từ bỏ chạo cử hối tiếc vị ấy sống không chạo cử hối tiếc nội tâm trầm lặng gột rửa tâm hết chạo cử hối tiếc từ bỏ nghi ngờ vị ấy sống thoát khỏi nghi ngờ không phân vân lưỡng lự gột rửa tâm hết nghi ngờ đối với các thiện pháp. 76. Khi đoạn trừ năm triền cái ấy, những pháp làm ô nhiễm tâm, làm trí tuệ yếu ớt, vị ấy ly dục, ly bất thiện pháp, chứng và chú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh với tầm với tứ. Vị ấy diệt tầm và tứ, chứng và chú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm, không tứ, nội tĩnh nhất tâm. Vị ấy ly hỷ, chú xả, tránh niệm tình giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc chú, chứng và chú thiền thứ ba. Vị ấy xả lạc, xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và chú thiền thứ tư, không khổ, không lạc xả niệm thanh tịnh. Này bà La Môn, đối với những tỷ kheo nào là bậc hữu học, tâm chưa thành tựu, đang sống cần cầu sự vô thượng an tịnh khỏi các triền ách. Đó là sự giảng dạy của ta như vậy đối với những vị ấy. Còn đối với những vị tỷ kheo là bậc A-la-hán, các lậu đã tận, tu hành thành mãn. Các việc nên làm đã làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã thành đạt lý tưởng, đã tận trừ hữu kiết sử, tránh trí giải thoát. Những pháp ấy đưa đến sự hiện tại lạc trú và chánh niệm tỉnh giác. Khi được nghe nói vậy, bà La Môn Ganaka Lana Bạch Thế Tôn, các đệ tử của Sa Môn Gotama, khi được Sa Môn Gotama khuyến giáo như vậy, giảng dạy như vậy, có phải tất cả đều chứng được cứu cánh đích niết bàn hay chỉ có một số chứng được này bà la môn một số đệ tử của ta khi được khuyến giáo như vậy giảng dạy như vậy chứng được cứu cánh đích niết bàn một số không chứng được thưa tôn giả gotama do nhân gì do duyên gì trong khi có mặt niết bàn trong khi có mặt con đường đưa đến Niết Bàn, trong khi có mặt tôn giả Gotama là bậc chỉ đường. Tuy vậy, các đệ tử tôn giả Gotama được tôn giả Gotama khuyến giáo như vậy, giảng dạy như vậy, một số chứng được cứu cánh đích Niết Bàn, một số không chứng được. 77. Này Bà La Môn, ở đây ta sẽ hỏi ông, nếu ông kham nhẫn, Hãy trả lời cho ta. Này Bà La Môn, ông nghĩ thế nào? Ông có giỏi về con đường đi đến Raja Gaha, vương xá? Thưa tôn giả, con có giỏi về con đường đi đến Raja Gaha. Này Bà La Môn, ông nghĩ thế nào? Ở đây có một người đến muốn đi đến Raja Gaha. Người này đến ông và nói như sau: Thưa tôn giả, Tôi muốn đi đến Raja Gaha. Hãy chỉ cho tôi con đường đi đến Raja Gaha. Ông nói với người ấy như sau: "Được, này bạn, đây là con đường đưa đến Raja Gaha. Hãy đi theo con đường ấy trong một thời gian. Sau khi đi trong một thời gian, bạn sẽ thấy một làng tên như thế này. Hãy đi theo trong một thời gian. Sau khi đi trong một thời gian, bạn sẽ thấy một thị trấn tên như thế này hãy đi theo trong một thời gian sau khi đi trong một thời gian bạn sẽ thấy rajagaha với những khu vườn mỹ diệu với những khu rừng mỹ diệu với những vùng đất mỹ diệu với những hồ ao mỹ diệu dầu cho người ấy được khuyến giáo như vậy được giảng dạy như vậy nhưng lại lấy con đường sai lạc đi về hướng tây rồi một người thứ hai đến muốn đi đến rajagaha người này đến ông và hỏi như sau thưa tôn giả tôi muốn đi đến rajagaha mong tôn giả chỉ con đường ấy cho tôi rồi ông nói với người ấy như sau như vậy này bạn đây là đường đi đến rajagaha hãy đi theo con đường ấy trong một thời gian sau khi đi một thời gian bạn sẽ thấy một làng có tên như thế này hãy đi theo con đường ấy trong một thời gian sau khi đi một thời gian bạn sẽ thấy một thị trấn có tên như thế này hãy đi theo con đường ấy trong một thời gian sau khi đi theo con đường ấy trong một thời gian bạn sẽ thấy rajagaha với những khu vườn mỹ diệu với những khu rừng mỹ diệu với những vùng đất mỹ diệu với những ao hồ mỹ diệu người ấy được ông khuyến giáo như vậy, giảng dạy như vậy, đi đến Raja Gaha một cách an toàn. Này Bà La Môn, do nhân gì, do duyên gì, trong khi có mặt Rajagaha, trong khi có mặt con đường đưa đến Rajagaha, trong khi có mặt ông là người chỉ đường, dầu cho ông khuyến giáo như vậy, giảng dạy như vậy, một người lấy con đường sai lạc đi về hướng tây còn một người có thể đi đến rajagaha một cách an toàn thưa tôn giả gotama ở đây con làm gì được con chỉ là người chỉ đường thưa tôn giả gotama cũng vậy này bà la môn trong khi có mặt niết bàn trong khi có mặt con đường đi đến niết bàn và trong khi có mặt ta là bậc chỉ đường nhưng các đệ tử của ta được ta khuyến giáo như vậy, giảng dạy như vậy. Một số chứng được cứu cánh đích niết bàn, một số không chứng được. Ở đây, này bà La Môn, ta làm gì được? Như Lai chỉ là người chỉ đường. 78. Khi nghe nói vậy, bà La Môn Ganaka Mogalana Bạch Thế Tôn, thưa tôn giả Gotama, đối với những người không phải vì lòng tin, chỉ vì sinh kế, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Những người xảo trá, lường gạt, hư ngụy, mất thăng bằng, cao mạn, dao động, nói phô tạp nhạp, không hộ trì các căn, ăn uống không tiết độ, không chú tâm cảnh giác, thờ ơ với sa môn hạnh, không tôn kính học tập, sống quá đầy đủ, uể oải, đi đầu trong thối thất từ bỏ gánh nặng viễn ly biếng nhác tinh cần thấp kém thất niệm không tỉnh giác không định tâm tâm tán loạn liệt tuệ câm ngọng tôn giả khotama không thể sống với những người như vậy còn những thiện gia nam tử vì lòng tin xuất gia từ bỏ gia đình sống không gia đình không xảo trá không lường gạt không hư ngụy, không mất thăng bằng, không cao mạn, không dao động, không nói phô tạp nhạp, hộ trì các căn, ăn uống có tiết độ, chú tâm tỉnh giác, không thở ơ với sa môn hạnh, tôn kính học tập, sống không quá đầy đủ, không ể oải, từ bỏ thối thất, đi đầu trong viễn ly, tinh cần tinh tấn, chánh niệm, an trú, tỉnh giác định tĩnh nhất tâm có trí tuệ không câm ngọng tôn giả gotama sống hòa hợp với những vị ấy ví như thưa tôn giả gotama trong các loại căn hương hắc chiên đàn hương được gọi là tối thượng trong các loại lõi cây hương xích chiên đàn hương được gọi là tối thượng trong các loại hoa hương vũ quý hương được gọi là tối thượng cũng vậy là lời khuyến giáo của tôn giả gotama được xem là cao nhất trong những lời khuyến giáo hiện nay thật vi diệu thay tôn giả gotama thật vi diệu thay tôn giả gotama như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống phơi bày những gì bị che kín chỉ đường cho kẻ bị lạc hướng đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy xác cũng vậy, chánh pháp đã được tôn giả Gotama dùng nhiều phương tiện trình bày giải thích. Con xin quy y tôn giả Gotama, quy y pháp và chúng tỷ kheo. Mong tôn giả Gotama nhận con làm đệ tử. Từ nay cho đến mạng chung, con chọn đời quy ngưỡng